Hello anh em. Hôm nay Vinh gốm săn được một quả liễn mai cài thọ. Một quả liễn mai cài thọ ở nhà dân. Hàng này trên 30 năm anh em nhá. Khét lẹt luôn, vẽ khét lẹt luôn, vẽ 100%. Vẽ tay 100%. Đừng có nói đến cái từ mà can lơ lại nhá. Kích thước là cao 23 bụng 65. Anh em nhìn này. Quả này là quả vút tay mọi người nhá. Hàng hơi sâu tuổi đấy. Hàng cũ. Nói chung là hàng này thì lành tít. Lành tít là 100% luôn rồi. Lành tít là 100% nhưng mà không tránh được những cái vết như cái này. Đấy, hàng cũ thì mình không thể nào mà bới sâu tìm vết quá được. Những cái này thì không đáng kể. Nếu mà nói về hàng cổ thì những cái này thì không tính mọi người nhá. Cái lỗi nhỏ này thì không tính nhá. Đấy. Anh em nhìn này. Xương vàng lịch. Hàng này là hàng vuốt tay mọi người nhá. Đây, vuốt tay này. Chôn đây. Cái chôn này là chôn cắt nhưng mà phải bo tròn vào. Không bo tròn thì là hay, hình như là hay bị kiểu như là lúc rỡ ra là nó bị mất một miếng ấy. Nói chung là lành tít 100%. Đấy. Quá đẹp luôn. Vẽ tay cực kỳ sắc nét. Con này em giao lưu cho mọi người là 790k nhá. Được đúng 100.000 ăn bánh mì, à quên, làm cốc cà phê, giao lưu chơi thôi. Đấy. Đúng 790k, không bước một xu nào luôn, được đúng 100.000. Bao ship này, bao ship mất 50.000 này, xong rồi bọc biết các thứ công đóng này, được đúng 100.000. Em nói điều không bằng con cửa hó luôn. Đấy. Vẽ đẹp không? Tuyệt vời luôn. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho em nhá. Hello, bye bye.